cho các bạn cùng đến với kênh Minh Đức Vũ Official. Với cái chủ đề mở máu cao thì chúng ta đã cùng có hai clip, đó là clip nói về mở tốt, mở xấu, thế nào là rối loạn chuyển hóa mở máu, thế nào là mở máu cao. Chủ đề thứ hai đó là chúng ta cùng bàn với nhau là chế độ ăn, cách ăn kiêng, chế độ ăn uống cho những người có mỡ máu cao. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến một vấn đề, đó là mỡ máu cao uống thuốc gì. Đối với một trường hợp mà có rối loạn mỡ máu hay chúng ta vẫn gọi là mỡ máu cao đó, cái việc uống thuốc gì thì nó sẽ tùy thuộc vào bác sĩ tư vấn và kê toa cho các bạn. Tuy nhiên, tôi muốn làm cái video clip này để các bạn hiểu rõ hơn cái thuốc mà bác sĩ kê toa cho các bạn ý nghĩa như thế nào, vai trò nó làm gì, và đôi khi những kiến thức ngày hôm nay có thể giúp bạn phát hiện ra một vài cái sai sót và cái nhầm lẫn trong cái việc điều trị rối loạn mỡ máu. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất, đó là thuốc điều trị mỡ máu cao nhằm tác động lên cái thông số nào trong bộ mỡ của chúng ta. Chúng ta cùng nhớ rằng trong cái video clip đầu tiên của mỡ máu cao thì chúng ta cần phân tích 4 cái thông số của một cái bộ mỡ khi chúng ta làm xét nghiệm, quý vị ha. Đó là cholesterol toàn phần nè, rồi HDL cholesterol là mỡ tốt nè, LDL cholesterol là mỡ xấu nè, và triglyceride là một cái mỡ trung tính. Và như vậy khi mà chúng ta dùng thuốc điều trị mỡ máu cao thì chúng ta tác động lên thành phần nào? Như chúng tôi đã nói thì trong 4 cái thông số của một cái bộ mỡ máu thì cái thông số quan trọng nhất đó là LDL cholesterol, và cái thông số quan trọng thứ hai là triglyceride. Và khi chúng ta dùng thuốc để điều trị rối loạn mỡ máu thì chúng ta tác động vào chính hai cái thông số này. Ngay từ đầu chúng tôi muốn đưa khái niệm này, bởi vì thế này quý vị, nhiều quý vị cho rằng là cứ mỡ máu cao thì chúng ta cứ đến một cái hiệu thuốc chúng ta yêu cầu mua thuốc để hạ mỡ máu, và có thể rằng là các nhân viên bán thuốc lấy cho quý vị một cái viên thuốc để hạ mỡ máu mà không hề hiểu được là cái viên đó tác động lên thông số nào. Và chúng ta cần hiểu rõ một điều như thế này để quý vị không có dùng thuốc mỡ máu một cách tùy tiện. Thuốc điều trị tăng cholesterol và thuốc điều trị tăng triglyceride hoàn toàn khác nhau. Như vậy nếu quý vị nào có tăng cholesterol ở trong cái bộ mỡ mà chúng ta xét nghiệm thì chúng ta sẽ được bác sĩ kê toa điều trị với một thuốc khác. Còn quý vị nào mà tăng triglyceride trong cái bộ mỡ mà chúng ta xét nghiệm thì được bác sĩ kê toa điều trị với một thuốc khác. Đương nhiên là tất cả chúng ta khi mà dùng thuốc hạ mỡ máu thì chúng ta sẽ hình dung là cái thuốc mà chúng ta uống vào đó sẽ hạ được cái cholesterol hoặc là triglyceride ở trong máu của chúng ta, cái thành phần mà đang cao, tùy loại thuốc mà chúng ta uống. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng những thuốc mà chúng ta dùng thì còn có nhiệm vụ đi dọn dẹp, nào vét sạch những cái mảng sơ vữa trong lòng mạch máu. Bên cạnh đó, một số thuốc còn có vai trò làm tăng cái HDL cholesterol, là một cái mỡ có lợi cho cơ thể của chúng ta. Rồi, như vậy là chúng ta hiểu rồi quý vị ha. Khi mà chúng ta dùng thuốc điều trị mỡ máu cao là chúng ta tác động lên hoặc là LDL cholesterol hoặc là triglyceride. Bây giờ chúng ta đi qua cái nội dung thứ hai, đó là thuốc điều trị cho những trường hợp mà tăng LDL cholesterol. Chúng ta cùng ôn lại một chút xíu những cái loại thức ăn nào làm tăng LDL cholesterol. Đó là những cái thức ăn chất béo bão hòa, ví dụ như là phô mai nè. Quý vị có thể nhìn thấy trên cái slide này hình ảnh những cái chất béo rất là cám dỗ chúng ta. Những cái đồ chiên rán, đùi gà rán nè, thịt xông khói, hamburger, những cái thức ăn nhanh, khoai tây chiên vân vân. Một trong những cái thức ăn mà làm tăng cái LDL cholesterol đó là cái nội tạng động vật, thịt mỡ, đặc biệt là giò heo. Và một vài cái thức ăn mà chúng ta nghĩ rằng là cũng hiền lành tốt, nhưng mà bên cạnh đó nếu chúng ta dùng không đúng cách hoặc là quá liều lượng thì có thể làm tăng LDL cholesterol. Ví dụ như sữa bò mà chưa tách béo, hoặc là bánh kem, hoặc là lòng đỏ trứng mà chúng ta ăn quá nhiều trong một tuần. Như vậy đối với những trường hợp mà có tăng LDL cholesterol thì bác sĩ sẽ kê toa những thuốc gì để chúng ta có thể giải quyết được cái LDL cholesterol thừa ở trong máu của chúng ta, tránh trường hợp mà chúng ta can thiệp chậm quá có thể LDL cholesterol tạo thành những mảng sơ vữa trong lòng mạch máu. Chúng tôi thì cũng không khuyến cáo với một cái video clip như thế này quý vị tự đi mua thuốc uống, nhưng chúng tôi muốn nói với quý vị rằng cái thuốc điều trị LDL cholesterol mà tăng á chính là nhóm statin.
Cái nhóm thuốc statin thì có nhiệm vụ làm giảm chuyên biệt cho LDL cholesterol. Bên cạnh đó thì cái nhóm statin cũng làm giảm một phần cái triglyceride ở trong bộ mỡ của chúng ta. Và thuốc statin mà bác sĩ kê toa để làm giảm cái mỡ LDL cholesterol cho quý vị có thể là atorvastatin hoặc là rosuvastatin hoặc là simvastatin, và quý vị có thể đọc trên toa thuốc của mình những cái thuốc quen thuộc, ví dụ như là Crestor, Lipitor hoặc là Zocor. Trong một số trường hợp mà tăng LDL cholesterol mà khó điều trị quý vị, đôi khi nhóm statin không giải quyết được và khó khăn, thì bác sĩ sẽ kết hợp nhóm statin cùng với ezetimib hoặc là cholestyramine. Nội dung thứ ba là chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là những cái thuốc nào để hạ mỡ máu trong trường hợp mà tăng triglyceride. Như vậy ở trong cái nội dung số 2 là những trường hợp mà tăng đơn thuần LDL cholesterol thì chúng ta dùng nhóm statin. Còn bây giờ trong nội dung thứ ba thì chúng ta sẽ đề cập đến tăng đơn thuần triglyceride thì chúng ta sẽ dùng nhóm thuốc gì. Trước khi chúng ta bàn dùng nhóm thuốc gì để hạ triglyceride cho những trường hợp mà tăng triglyceride trong máu, thì chúng ta cùng ôn lại một chút xíu những cái loại đồ ăn nào mà làm tăng triglyceride. Để là gì quý vị? Để nếu như mà quý vị mà uống thuốc để hạ triglyceride thì quý vị cũng nhớ là chúng ta ăn kiêng những cái thức ăn này để cái kết quả điều trị nó được tốt hơn. Đó là các loại xôi nếp, ví dụ như xôi ha, đủ thứ loại xôi, ngã xôi đậu xanh, xôi đậu đen, xôi lá cẩm, xôi gấc, bánh chưng, bánh tét, bánh xèo nè, hoặc là các loại bánh làm từ bột, đặc biệt là bánh Huế như là bánh bèo, bánh nậm, bánh lá, bánh tôm. Bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy những loại bánh ngọt, bánh cookie có thể làm tăng triglyceride. Một trong những cái loại thức uống làm tăng triglyceride rất là nhiều đó là bia và rượu, chúng tôi đã đề cập quý vị rất là nhiều rồi. Và đối với các bạn trẻ, sinh viên, học sinh và trẻ con thì trà sữa hoặc là nước mía, đó là những thứ mà làm tăng triglyceride. Thế đối với những trường hợp mà tăng triglyceride trong máu thì chúng ta cần dùng những loại thuốc gì? Đối với những trường hợp mà tăng triglyceride trong máu thì bác sĩ sẽ kê toa cho quý vị một cái thuốc hoàn toàn khác. Không dùng statin như những trường hợp mà tăng LDL cholesterol, mà bác sĩ sẽ kê toa cho quý vị nhóm thuốc có tên là fibrat. Có nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng tỏ rằng cái fibrat, fenofibrat là cái nhóm thuốc mà hiệu quả đặc biệt trên cái nhóm mỡ triglyceride tăng và có thể giảm những biến cố, những nguy cơ về tim mạch rất là nhiều cho bệnh nhân. Những cái thuốc mà quý vị có thể thấy bác sĩ kê toa như là fenofibrat hoặc là lipantin có thể có hàm lượng là 145, 160, 100, 300, 200 supra. Ngoài ra còn có những cái biệt dược khác, ví dụ như là Redlip hoặc là Lipofen. Đây là những thuốc mà chúng tôi thấy trên thị trường khá nhiều. Như vậy là chúng ta thấy là cái thuốc để điều trị cho những trường hợp tăng đơn thuần LDL cholesterol và tăng đơn thuần triglyceride hoàn toàn khác nhau quý vị. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng tôi thấy là nhiều bác sĩ không phải là chuyên khoa tim mạch, một số nhà thuốc kê thuốc một cách tự do, thì một cái bệnh nhân đến có thể là đưa một cái tờ xét nghiệm của mình ra, thì cái người nhân viên y tế, dược sĩ hoặc là dược tá hoặc dược trung hoặc bác sĩ không phải chuyên ngành, không có vững về kiến thức thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, đã có thể dùng một cái loại thuốc ngẫu nhiên. Đôi khi tăng LDL cholesterol lại dùng cái lipantin, nghĩa là nhóm fibrat để điều trị, hoặc là ngược lại. Đây là một trong những cái sai lầm rất là lớn. Thành ra quý vị cũng có thể check lại, kiểm tra lại cái toa thuốc mà quý vị đi khám về, xem cái thuốc mà mình được bác sĩ kê toa nó có phù hợp với cái chỉ số, cái thông số mỡ của mình tăng hay là không quý vị nha. Chúng ta có thể đúc kết gọn với nhau là nếu mà tăng LDL cholesterol ở trong máu thì chúng ta sẽ điều trị bằng nhóm statin, và nếu chúng ta tăng triglyceride trong máu thì chúng ta sẽ điều trị nhóm fibrat hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cùng đi qua nội dung thứ tư của video clip ngày hôm nay, đó là đối với những trường hợp mà vừa tăng triglyceride vừa tăng LDL cholesterol thì chúng ta có nên kết hợp hai cái loại thuốc điều trị mỡ máu là nhóm statin và fibrat hay là không. Trong thực tế đó quý vị, mọi thứ nó không có đơn giản và nó rạch ròi đâu. Một ca mà rối loạn mỡ máu đó
Đôi khi bốn thông số thì chúng ta thấy là tăng cả hai thông số, vừa LDL cholesterol vừa tăng triglyceride, thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta xử lý như thế nào? Cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ thứ nhất đó là trong bốn thông số đó thì đứng đầu tiên, quan trọng đầu tiên vẫn là LDL cholesterol. Như vậy ưu tiên điều trị vẫn là LDL cholesterol đầu tiên, và thứ hai mới đến triglyceride. Cái nguyên tắc thứ hai là giả sử như vừa tăng triglyceride vừa tăng LDL cholesterol, chúng ta hiểu rằng LDL cholesterol là quan trọng hơn rồi, ý nghĩa hơn rồi, nhưng giả sử như nó chỉ tăng một chút xíu thôi trong khi triglyceride tăng rất là cao so với cái giới hạn tối đa cho phép, thì chúng ta sẽ dựa vào cái sự vượt cái giới hạn tối đa cho phép mà chúng ta quyết định sẽ điều trị chỉ số nào trước. Thứ ba là chúng ta sẽ bàn nhau có cách nào chúng ta kết hợp hai thuốc này lại với nhau. Như vậy nếu như chúng ta có một ca tăng vượt trội LDL cholesterol, còn triglyceride tăng nhưng mà ít thôi, thì quá dễ hiểu, chúng ta ưu tiên điều trị LDL cholesterol trước, nghĩa là chúng ta dùng nhóm statin trước. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu như mà chúng ta có tăng LDL cholesterol nhưng mà tăng một chút xíu so với giới hạn tối đa cho phép, trong khi triglyceride tăng rất là cao, thì chúng ta sẽ ưu tiên điều trị triglyceride trước. Trường hợp thứ ba, nếu chúng ta tăng cả hai, LDL cholesterol cao và triglyceride cao, thì chúng ta sẽ làm sao? Thì trong những trường hợp như thế này thì chúng ta vẫn có thể kết hợp hai nhóm thuốc statin và fibrat với nhau. Tuy nhiên, người ta cho rằng khi mà phối hợp giữa statin và fibrat, người ta cũng kỳ vọng rằng cái hiệu quả điều trị, kết quả điều trị sẽ tốt hơn. Nhưng liệu cái tính an toàn khi mà một cơ thể tiếp nhận hai cái thuốc điều trị mỡ máu cùng một lúc thì có đạt hay là không? Có an toàn cho bệnh nhân hay là không? Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi, cho những trường hợp mà vừa tăng LDL cholesterol vừa tăng triglyceride và quá cao mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải điều trị cả hai, thì chúng tôi thường sẽ chọn một thuốc chúng tôi dùng buổi sáng và một thuốc chúng tôi dùng vào buổi tối, tất cả đều sau bữa ăn, để hai cái thuốc đó nó rời xa nhau. Cách thứ hai, một số bác sĩ người ta có thể dùng xen kẽ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật thì có thể dùng một cái thuốc mỡ máu để giảm LDL cholesterol, còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì có thể dùng thuốc để giảm triglyceride. Tuy nhiên tôi cá nhân tôi thì cho những trường hợp mà cần thiết phải điều trị để giảm hai cái thông số này cùng một lúc thì tôi sẽ điều trị một viên thuốc vào buổi sáng để hạ một cái nhóm mỡ, ví dụ như LDL cholesterol, và một cái viên vào buổi tối để hạ cái nhóm mỡ còn lại, ví dụ như là triglyceride. Nội dung thứ năm trong video clip ngày hôm nay là một cái vấn đề rất thực tế, là nhiều quý vị có người thân trong gia đình mình ở nước ngoài có gửi về cho những cái lọ dầu cá, thì quý vị có hỏi rằng dầu cá có tốt cho cái việc điều trị mỡ máu hay là không. Chúng ta hình dung cái viên dầu cá chính là cái omega 3, là một cái chất béo có lợi cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không dùng cái viên dầu cá để điều trị cái rối loạn mỡ máu, triglyceride và LDL cholesterol đang cao ở trong máu của chúng ta được quý vị. Người ta chỉ ghi nhận một điều rằng là trong những trường hợp mà chúng ta cần dùng fibrat để điều trị giảm cái triglyceride trong máu của chúng ta đang cao mà cái chức năng gan chúng ta không tốt, thì cái omega 3, những viên dầu cá nó sẽ có một cái tác dụng là hỗ trợ cho gan. Như vậy quý vị đừng có tự sáng tác rằng là những cái viên dầu cá khi uống vào thì sẽ có chức năng hạ cái mỡ máu và chúng ta yên tâm. Thật ra thì dầu cá đó là omega 3, là một cái chất béo có lợi cho cơ thể chúng ta, nó cũng có thể có trong cá hồi, hạt chia, dầu ô liu, đó là những cái chất béo có lợi cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà quý vị ỷ y vào cái viên dầu cá mà chúng ta không gặp bác sĩ để được xét nghiệm và kê toa một cái loại thuốc để điều trị LDL cholesterol cao hoặc là triglyceride cao, thì có thể nó có thể dẫn đến những cái hậu quả xấu cho quý vị. Cái nội dung thứ 6 trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc quý vị rằng là tất cả những thuốc điều trị mỡ máu, dù là statin hay là fibrat, đều là những thuốc kê toa, phải có sự kê toa của bác sĩ. Tại sao chúng tôi muốn nhấn mạnh vấn đề này vào cuối video clip ngày hôm nay quý vị? Bởi vì tất cả những thuốc điều trị mỡ máu nó mang đến một cái kết quả tốt đẹp cho chúng ta, ngăn ngừa được những cái sơ vỡ động mạch hoặc là những cái sự cố liên quan đến tim mạch và tính mạng của chúng ta, nhưng những thuốc điều trị mỡ máu vẫn có thể có những cái tác dụng phụ quý vị. Chúng ta cùng đi qua một vài cái tác dụng phụ mà cái nhóm thuốc statin dùng để điều trị cho những trường hợp cái thông số LDL cholesterol
cao ở trong máu của chúng ta. Quý vị nhìn vào hình này thì quý vị có thể thấy rằng là những cái tác dụng phụ đó nằm ở cơ nè, nó có thể làm cho mỏi cơ, yếu cơ, đau cơ, nó có thể ảnh hưởng lên gan. Quý vị có thể nhìn thấy cái hình số 3 đó là nó làm cho vàng mắt, có thể tổn thương gan. Một số trường hợp thì có cảm giác đau bụng. Cái tác dụng phụ mà chúng tôi muốn đề cập nhiều ở trong ngày hôm nay cùng quý vị đó là cái tác dụng đau cơ và mỏi cơ. Một số trường hợp quý vị khi mà điều trị thuốc để làm giảm cái LDL cholesterol trong máu chúng ta thì bị đau cơ và mỏi cơ, thì những trường hợp như vậy có thể thoáng qua vài ngày đầu rồi sau đó ổn thì thôi. Nhưng nếu quý vị thấy nó kéo dài và nó đau cơ nhiều thì quý vị phải gặp bác sĩ để người bác sĩ có một cái thay đổi hoặc là điều chỉnh cho nó phù hợp. Còn venofibrate để điều trị tăng triglyceride máu thì có những tác dụng phụ gì? Cái nhóm thuốc fibrate đó quý vị, thì nó lại có một cái tác dụng phụ mà gắn liền với chức năng của gan. Ngày xưa đó, một vài cái thuốc để hạ mỡ máu triglyceride còn giai đoạn đầu thô sơ đó thì có thể làm tăng men gan quý vị. Bây giờ thì cái thế hệ sau người ta có những cái kiểu bào chế vi hạt vân vân tiến bộ hơn nhiều rồi nên ít ảnh hưởng đến chức năng gan. Tuy nhiên trên thị trường thì vẫn còn nhiều cái thuốc và hạ triglyceride nhóm fibrate theo cái công nghệ cũ vẫn làm tăng cái men gan. Vì vậy quý vị cũng phải lưu ý và sẽ nghe lời dặn của bác sĩ để có thể kiểm tra cái men gan trong những lần tái khám để có thể điều chỉnh cho phù hợp. Như vậy để kết thúc video clip ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc quý vị rằng đối với một trường hợp mà mỡ máu cao, một trường hợp mà rối loạn lipid máu, rối loạn mỡ máu thì chúng ta đừng nghĩ trong đầu rằng chúng ta phải uống thuốc gì để hạ cái mỡ xuống, mà chúng ta phải nhớ 4 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là chúng ta phải có một chế độ ăn kiêng. Thì chúng tôi đã cùng trải nghiệm với quý vị, chia sẻ quý vị những cái loại chất ăn là chúng ta cần ăn kiêng khi mà chúng ta có rối loạn những cái thông số LDL cholesterol hoặc là triglyceride. Thứ hai là chúng ta phải có chế độ vận động, chế độ tập thể dục, tránh một cái lối sống tĩnh tại lười biếng vận động thì có thể không giải quyết một cách triệt để cái rối loạn mỡ máu. Cái nội dung thứ ba là chúng ta gặp bác sĩ để bác sĩ tư vấn và kê toa cho chúng ta thuốc để điều trị mỡ máu nếu có chỉ định cần thiết. Nội dung thứ tư đó là chúng ta cần phải có một cái tinh thần thật là tốt, có một cái đời sống tinh thần thoải mái, tránh stress, tránh căng thẳng và có một giấc ngủ đầy đủ quý vị nha. Tôi hy vọng rằng là với 3 video clip trong cái loạt cái series về mỡ máu cao thì quý vị đã hiểu được thế nào là mỡ tốt, mỡ xấu, thế nào là rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể của chúng ta, và những đồ ăn nào chúng ta cần kiêng cữ. Và ngày hôm nay thì tôi đã lưu ý quý vị những thuốc mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta kiểm tra lại cái thuốc mà bác sĩ cho ta điều trị có phù hợp hay là chưa, để chúng ta có thể có một cái kết quả điều trị tốt đồng thời là an toàn trong điều trị. Xin chào quý vị, chúc quý vị có một cuộc sống tươi vui, có một sức khỏe tim mạch lành mạnh, và chúng ta không quên những cái nội dung trong 3 video clip của Mở Mắt Cao quý vị nha.